khoe ngực trần trong hộp đêm, cô gái bị bắt ngay lập tức. Cảnh sát Thái Lan đã phạt một cô gái khoe ngực trần và nhảy khiêu dâm tại một bữa tiệc Songkran ở tỉnh Samut Prakan gần Bangkok vào tuần trước. The Tiger đưa tin, cảnh sát đã phạt một chủ hộp đêm 20.000 baht, hơn 13 triệu đồng, và một cô gái 5.000 baht, hơn 3 triệu đồng, vì hành vi cởi áo, khoe ngực trần và nhảy nhót phản cảm trong hộp đêm tại huyện Muang Samut Prakan, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, vào cuối tuần trước. Một số tụ điểm giải trí ở Thái Lan đã khởi động lễ hội té nước Songkran bằng cách tổ chức nhiều bữa tiệc và sự kiện chạy đà trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Một trong những bữa tiệc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Thái Lan sau khi video quay cảnh một cô gái để ngực trần, nhảy nhót phản cảm trong hộp đêm ngày 9 tháng 4 được lan truyền. Trong video dài 1 phút, cô gái cởi bỏ áo để ngực trần nhảy nhót giữa đám đông. Một số người té nước vào cô gái, trong khi một số khác buông lời lẽ khiêu khích, trêu ghẹo. Cảnh sát Muang Samut Prakan đã điều tra, xác minh và mời cô gái khoe ngực trần lên đồn cảnh sát làm việc vào ngày 11 tháng 4, theo cảnh sát. Cô gái 26 tuổi khai rằng có hành vi quá khích vì quá say. Sau đó, cô bị buộc tội có hành vi phản cảm nơi công cộng và chịu phạt 5.000 baht. Đàn át, chủ hộp đêm, cũng bị mời lên đồn cảnh sát. Ông này nói rằng các nhân viên tại hộp đêm cố gắng ngăn cô gái nhưng bất thành. Cảnh sát Thái Lan phát hiện hộp đêm của An Át hoạt động không có giấy phép nên phạt 20.000 baht. Năm ngoái, một vụ việc tương tự cũng xảy ra với người mẫu Thái Lan Phavevi Chai Mongko. Nữ người mẫu đã để ngực trần và nhảy múa tại một hộp đêm. Sau khi video quay cảnh Chai Mongko lộ ngực được lan truyền, nữ người mẫu bị cảnh sát triệu tập lên nộp phạt 10.000 baht và phải cam kết không tái phạm.